Tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai trương Cổng Thông tin Điện tử Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Việt Nam FTA Portal, nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Được sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới World Bank đã phối hợp khởi động việc xây dựng FTAP từ tháng 2 năm 2019. Sau gần 2 năm triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng các chuyên gia của Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới đã hoàn tất các công việc cuối cùng để khai trương FTAP đầu tiên của Việt Nam tại địa chỉ http://ftap.moit.gov.vn. Với việc hình thành Cổng Thông tin Điện tử về các FTA Việt Nam, đây là lần đầu tiên Việt Nam có được công cụ tra cứu các cam kết FTA và các thông tin liên quan một cách thông minh, tiên tiến, có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân tận dụng tối đa các cơ hội từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia, gửi đi thông điệp quan trọng về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các FTA một cách hiệu quả nhất thông qua các tính năng quan trọng. Trong tương lai, Bộ Công Thương, Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển cổng thông tin này trở thành địa chỉ cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam trong thời gian tới.